10 bí ẩn khủng khiếp của lịch sử tới nay nhân loại vẫn chưa có lời giải. Dù đã đến thế kỷ 21, nhân loại đã bay ra ngoài không gian, nhưng tới nay trên trái đất vẫn còn vô vàn những bí ẩn mà các nhà khoa học chưa thể có lời giải thích thỏa đáng. 1. Cậu bé 3 tuổi chỉ mặc kẻ giết mình ở kiếp trước. Một cậu bé 3 tuổi ở cao nguyên Golan, khu vực giữa Israel và Syria, đã kể cho cảnh sát về việc mình bị giết ở kiếp trước như thế nào. Lúc đầu cảnh sát cho rằng đó là một trò bịp bợm, tuy nhiên họ bắt đầu sửng sốt khi cậu bé nói rõ tên của một người đàn ông đã mất tích 4 năm trước và nhận đó là mình. Sau đó, theo chỉ dẫn của cậu bé, cảnh sát tìm thấy thi thể của người đàn ông mất tích bị chôn vùi. Họ cũng tìm thấy một chiếc rìu đẫm máu dùng để giết nạn nhân, cậu bé cũng nói rõ tên kẻ đã giết mình. Sau đó, tên sát nhân đã thú nhận tội ác hắn đã gây ra. 2. Bí ẩn ở thị trấn Taos. Cư dân ở thị trấn Taos thuộc bang New Mexico rất khó chịu vì một tiếng ồn có tần số thấp, nghe như tiếng vo ve của loài ong. Điểm đặc biệt là chỉ 2% dân số nghe thấy tiếng ồn này, nhiều người cho rằng âm thanh đó là do sự rung động bất thường của luồng không khí trong sa mạc. Một số người khác thì nói rằng đây là một thí nghiệm bí mật của chính phủ. Tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được nguồn gốc của tiếng ồn này. 3. Màn trình diễn của Đom Đóm. Vào tháng 6 hàng năm, tại công viên quốc gia Great Smoky Mountain, phía đông Tennessee, một số loài đom đóm tụ họp với nhau tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đáng kinh ngạc. Điểm đặc biệt là những con đom đóm này nhấp nháy một cách đồng bộ cùng nhau dù chúng là những cá thể riêng biệt. Một số chuyên gia cho rằng đây là một nghi thức giao phối. Sự thực đến nay vẫn chưa được lý giải. 4. Vụ nổ ánh sáng. Nhiều năm nay, các nhà khoa học quan sát thấy một số vụ nổ ánh sáng trên bầu trời ngay trước thời điểm động đất hoặc núi lửa phun trào. Chúng trông giống như những tia chớp. Năm 1960, họ đã quay được video về sự kiện này và tìm cách giải đáp. Tới hiện tại, sự liên quan giữa hai sự kiện khác nhau đó vẫn chưa được tìm ra. Theo một số lý giải, có thể hoạt động địa chất đặc biệt đã tạo ra những luồng điện tích đặc biệt, tuy nhiên cơ chế hoạt động như thế nào thì không ai biết. 5. Những viên đá tự di chuyển. Một hiện tượng vô cùng bí ẩn được phát hiện trong hồ Jasper Playa, thuộc thung lũng chết ở California trong nhiều thế kỷ. Hiện tượng này được gọi là đá du hành, những viên đá tự động di chuyển trong lòng hồ mà không hề có bàn tay của con người hay bất cứ lực tác động nào khác. Đôi khi, một số viên đá còn đổi hướng một cách bất ngờ. Nhiều người nói rằng việc chúng di chuyển là do gió, một số lại cho rằng đó là do tự tính của các viên đá. Riêng các nhà khoa học vẫn chưa hề có lời giải. 6. Chấn thương não biến con người thành thiên tài toán học. Một người đàn ông 44 tuổi tên là Jackson Paget, vốn là nhân viên của một cửa hàng nội thất và cả đời chưa từng nghiên cứu về vấn đề toán học. Thế rồi vào năm 2002, ông ta bị đánh hội đồng đến bất tỉnh bởi một nhóm du đảng. Sau khi tỉnh lại, Jackson Paget trở thành một thiên tài về toán học. Bộ não bị chấn thương lại giúp ông có khả năng tiếp thu các lý thuyết toán học và vật lý cực kỳ nhanh chóng. Đổi lại, ông bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và trầm cảm. Ông ngộ nhận mình từng là phụ nữ trước khi vụ tấn công diễn ra. 7. Bãi biển kỳ lạ. Một bãi biển ở Portenven, thuộc Cornwall, Vương quốc Anh, đã khiến các nhà khoa học bối rối khi xảy ra một sự kiện vô cùng kỳ lạ. Một dòng thủy triều bất ngờ dâng lên và cuốn hết sạch lớp cát. Sau khi nó rút xuống, bãi biển chỉ còn lại đá và sỏi. Kỳ lạ hơn, chỉ trong vài giờ sau, một dòng thủy triều khác lại bao phủ bãi biển và sau khi nó rút, lớp cát được trở về như chưa từng bị cuốn đi. Điều kỳ lạ là số lượng cát bị cuốn đi và mang về cực kỳ nhiều. Các nhà khoa học nói rằng số cát này phải mất vài năm thì thiên nhiên mới bồi đắp đủ. 8. Những ngọn đèn ma trơi. Một hiện tượng tự nhiên kỳ quái đã diễn ra tại thung lũng Hessalen vào năm 1940. Người ta nhìn thấy những ngọn đèn tròn màu trắng hoặc vàng bay lên từ thung lũng, lơ lửng trong không khí rồi tan biến. Không hề có dấu hiệu cho thấy con người đã tạo ra những bóng đèn này, nhiều người nói rằng do quặng sắt kết hợp cùng dòng lưu huỳnh đã tạo thành những viên tinh tự nhiên. Các nhà khoa học thì cho rằng sự bay hơi của lưu huỳnh tạo thành những bong bóng khí ion hóa. Khi gặp không khí ẩm, những bong bóng này phản ứng và phát sáng. Tuy nhiên nghiên cứu này chưa được chứng minh. 9. Ánh sáng đỏ trên Thái Bình Dương. Vầng sáng đặc biệt này được ghi lại bởi Yi Van Hayes khi anh ta đang bay từ Hồng Kông đến Alaska. Khi đi ngang qua bán đảo Kamchatka, Yi Van Hayes nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ đặc biệt cùng với những chấm đỏ nổi rõ.
Khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tin rằng đĩa bay của người ngoài hành tinh đang ẩn trong những đám mây, các nhà khoa học thì nghĩ khác. Trong chuyến bay không hề có bão nên họ loại trừ khả năng quần sáng do sấm sét tạo thành. Theo một số lý giải, đây có thể là sự phản chiếu của một núi lửa đang phun trào trên Thái Bình Dương. 10. Động vật di cư. Hàng năm, nhiều loài động vật di cư từ nơi này đến nơi khác trong một vài thời điểm nhất định. Đây là một sự kiện vô cùng dễ thấy, tuy nhiên bí ẩn về nó vẫn chưa được giải thích. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu vì sao những con đường di cư phức tạp lại có thể được lặp lại một cách chính xác bởi nhiều thế hệ động vật mà không có một chút sai sót nào. Thậm chí thế hệ sau chưa từng được các thế hệ trước dẫn dắt nhưng chúng vẫn có thể bay đúng vào lộ trình đã định sẵn.